ngày 14 tháng 6 năm 2020 là tròn 10 ngày kể từ khi phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự vứt lại xe máy trong lúc bị lực lượng công an thành phố Đà Nẵng truy đuổi ở đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, công tác truy bắt Triệu Quân Sự vẫn không có kết quả. Ngày 14 tháng 6 năm 2020, đại diện Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, sau 10 ngày triển khai nhiều phương án truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự tại rừng Hải Vân, thì đến nay, các lực lượng trinh sát đã được rút khỏi khu vực Hải Vân. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện lực lượng quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đều đưa ra nhận định, phạm nhân Triệu Quân Sự có thể đã tẩu thoát khỏi khu vực rừng Hải Vân. Cũng theo vị cán bộ Bộ đội Biên phòng, hiện tại mặc dù đa số các lực lượng đã được lệnh rút quân về, tuy nhiên một số cán bộ chiến sĩ vẫn được phân công nhiệm vụ phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Hải Vân để tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực. Trong khi đó, đại diện đồn biên phòng Hải Vân cho biết, đơn vị vẫn thực hiện tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm tại khu vực rừng giáp biển thuộc làng Vân và phía bắc đèo Hải Vân giáp địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động tuần tra bằng đường bộ và cano trên biển vẫn được duy trì để truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Tuy nhiên, đến nay, các lực lượng vẫn chưa phát hiện một dấu vết nào. Người dân có lán trại tại rừng Hải Vân cũng tăng cường cảnh giác, bố trí người trực lán trại vào ban đêm, nhưng cũng không có gì khả nghi, dấu hiệu nào liên quan. Trong cùng diễn biến liên quan, trước đó, ngày 12 tháng 6 năm 2020, một lãnh đạo đồn biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị nghiệp vụ thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng truy bắt Triệu Quân Sự. Hình ảnh của Triệu Quân Sự đã được phân phát đến với người dân quanh khu vực giáp ranh Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Các chốt chặn để phong tỏa tuyến đường mà Sự có thể di chuyển qua để tiến về miền Bắc cũng đã được lập. Cho đến nay, qua nhiều cuộc họp bàn giữa lực lượng truy bắt và từ các thông tin thu thập được, cơ quan chức năng nhận định rất có thể phạm nhân Triệu Quân Sự đã tẩu thoát khỏi khu vực Hải Vân. Như truyền hình Thanh Niên đã đưa tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân bị tòa án quân khu 1 tuyên án tù chung thân về các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Triệu Quân Sự trốn trại giam T10, quân khu 5 tại tỉnh Quảng Ngãi bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Đây là lần thứ hai phạm nhân này đào thoát. Chiều 4 tháng 6 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cửa ô Hòa Hiệp, công an thành phố Đà Nẵng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Triệu Quân Sự chạy xe máy lên đèo nên truy đuổi. Sau khi tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km theo hướng Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế, Triệu Quân Sự vứt xe bên lề đường ngược lại rồi leo lên triền đồi tẩu thoát vào rừng. Từ tối 4 tháng 6 năm 2020, hàng trăm người thuộc các lực lượng điều tra hình sự quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt phạm nhân này.